cho em nhá, màu kem thổi ngoài cho em. Cho em một xẹt trên tường màu đỏ, một xẹt màu hồng đang lai. Ôi, thế này thì phải chụp luôn. Ok Thảo Nhi màu vàng này. Ok luôn này. Mọi người ơi, nhanh chóng comment cho em nhá. Màu này là màu vàng thì ơi. Màu vàng, em có màu vàng này. Đấy, quần này siêu đẹp này. Có màu hồng này, có màu hồng này. Ok này, Vân Khánh vàng này, Thảo Nhi vàng này, hồng rôn đen này, ok này. Siêu đẹp nhá, không đẹp không lấy tiền. Em nói thật, em khẳng định với chị gái là không đẹp không lấy tiền. Không đẹp là không lấy tiền của các tình yêu luôn, được chưa? Đây, hàng này siêu đẹp luôn các chị ơi, siêu đẹp luôn, mặc cực kỳ thoải mái nha. Đi chơi, đi biển gì đều mặc được các mã này. Đấy, chị nào mà thích kín đáo thì cứ mặc các mã này cũng rất là xinh luôn. Rồi, ok. Nhanh chóng comment cho em nhá. Màu kem thổi điện thoại cho em được chưa? Màu kem thổi điện thoại cho em được chưa các chị ơi? Màu kem thổi này, quần của nó này, mặc cực kỳ xinh luôn. Ok chị nè, một màu đen, một màu hồng, ok chị yêu luôn. Rồi à, một màu vàng, ok chị Ngọc Thư này, ok chị yêu này. Nhanh chóng comment cho em nhá, màu kem thổi này. Ok chị Hương Quỳnh này, một màu vàng, một màu đen, ok chị yêu luôn này. 89.000 một xẻ thôi, 89.000 một xẻ cho em được chưa? Siêu đẹp nhá, không đẹp không lấy tiền, áo giống như em này. Chị Hoàng Lan à, vâng, em còn địa chỉ của chị gái ạ. Đây, bộ màu hồng các chị ơi, màu hồng này, màu đen này, siêu đẹp nhá. Đây, em đang để nguyên trong một túi này, túi mơ này, cực kỳ đẹp luôn. Đây, màu đen này, các chị ơi, màu đen này, màu hồng này, màu hồng này. Với cả màu vàng này, siêu đẹp nhá. Siêu đẹp nhá, chị ơi, không đẹp không lấy tiền. Rồi à, 89.000 một bộ thôi. 89.000 một bộ nhá. Chị ơi, có 3 màu, màu vàng này, màu đen với cả màu hồng. Vàng đen hồng cho em được chưa? Vàng đen hồng cho em. Vàng siêu đẹp luôn. Vàng đen hồng có 3 màu, vàng đen với cả hồng. Vàng đen hồng có 3 màu nhá, 89.000 em nói thật để em xả luôn đi. Xả lỗ nhỏ tình yêu luôn. Rồi ok chị yêu này, lấy một đen với cả một hồng, ok này. Cứ lấy cho em về mà bán nhá. 89.000, 89.000 một bộ này cho em nhá. Siêu rẻ luôn, siêu rẻ và siêu hot luôn. 89.000 một bộ. Đây nha, màu hồng các chị ơi. Màu hồng này, màu vàng này. Nói chung cực kỳ đẹp luôn các chị ơi. Em nên em mặc đang là ngực to với cả béo ấy, thì em mặc xấu thôi. Đấy, nhưng còn mọi người mặc chắc chắn là đẹp, 100% là đẹp luôn. Rồi ok này, lấy một màu vàng, một màu đen, ok chị yêu này. Nhanh chóng comment cho em đây. Vàng này. Vàng nha tí ơi, vàng này rất là trẻ luôn. Hàng này là Freesai nha, Diễm Nhi nha. Hàng Freesai nha, đây màu vàng này. Màu đen này. Màu nào cũng xinh à tí ơi, màu nào cũng xinh luôn. Rồi ok này, lấy lấy đen hồng, ok Nhiên Nguyễn luôn, lấy đen hồng này. Ok chị Quỳnh Như này, lấy một đen một hồng, ok chị yêu luôn này. Đấy à tí ơi, cứ lấy hai bộ về mặc thay đổi cho em. Rất là đẹp luôn, đấy. Các chị có thể mặc theo đồng phục đều được nhá. Đây, màu đen này, rất là xinh luôn nhá. Đấy, chị em nào lấy mã nào thì comment mã để cho em. Màu nào comment màu để cho em. Bộ đến tường bao nhiêu chị ơi? Bộ đến tường chỉ có giá là 99.000 thôi. Trong livestream này thôi các tình yêu nhá. Chỉ có trong livestream này, đặt trong livestream này mới có giá đấy. Còn không, nó không có giá đấy đâu nhá. 99.000 một bộ trên tường và 89.000 cái bộ thể thao này, được chưa? Hàng em bán siêu rẻ luôn, thêm vàng dồn đơn rồi, ok này. Đen dồn đen. Rồi đen dồn rồi, ok này, hai bộ cứ lấy hai bộ cho em. Màu đen cực kỳ đẹp luôn, em đảm bảo vào chị gái nhá, màu đen cực kỳ đẹp.